cameraman tím trong Skibidi Toilet Wars tập 99 là ai? Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhân vật này chắc chắn là người khiến không ít người thắc mắc bên cạnh đặc vụ V. Vậy người này là ai? Mình nghĩ mình biết câu trả lời đó. Theo mình, đây chính là nhân vật cameraman đã xuất hiện ở đầu tập 94. Rất có thể, tệp tài liệu mà cameraman này đọc chính là do đặc vụ V gửi đến. Và đây là một tài liệu đáng ra những đặc vụ thông thường không được phép đọc mà chỉ có các người quản lý mới được xem. Bởi lẽ ở phía sau, bạn có thể thấy dòng chữ classified nhằm ám chỉ các tài liệu mà chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập, thường vì lý do an ninh, quân sự. Và có thể, chính vì những thông tin trong tài liệu này mà khiến cho anh ấy đổi phe và về đầu quân cho đặc vụ V. Nhưng nếu vậy thì thông tin trong tài liệu này có thể là gì?